Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh Tài Channel. Và hôm nay anh em chúng ta sẽ trở lại với cái tựa game đó là Thành Phố Rồng. Ở khu vực này thì đang có một cái sự kiện rất là đặc biệt luôn các bạn à. Oh my god, bạn này bay vô chơi sự kiện rồi hả? À, bạn này đã leo lên tới chỗ này và hết điểm để đi rồi. Hiện tại bạn ấy đang bị kẹt các bạn à. Rồi, hiện tại thì anh em chúng ta không có quậy được sự kiện, cũng khá là tiếc nhưng mà cũng không sao. À, chắc có lẽ là ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm sự kiện nữa ha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với mình có một cái bé rồng rất là đẹp và dễ thương luôn, phải nói rất là cute nha. Đây, thành viên này tên là Bunny. À, hôm nay mình thấy bạn ấy có con này mà mình không biết tại sao bạn ấy có nữa. Bây giờ thì mình sẽ đổi tên cho cái con này nha, cho nó tên gì bây giờ ta. Ok, cứ gia đình HNT Channel làm tới đi ha. Rồi. À, con này, cây này là cây táo nha các bạn. Khi mà vuốt ve nó thì nó ra một cái quả táo. À ha, ăn táo, đặt cho nó chữ táo đi. Rồi, ok. Ê, cha cha, chúng ta sẽ thử sức mạnh của cái bé yêu mới này nha, cho nó lên được level 21 các bạn. Rồi, anh bạn 2 sao này thì... ok, cho nó theo đi ha. Chứ hiện tại đội hình của chúng ta cũng không phải mạnh lắm, mà nếu như mà quánh không lại thì cái mặt úp vô đâu đây. Thôi ôi, không biết giấu cái mặt chỗ nào luôn. Wow. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi treo gẹo nhẹ. Đầu tiên thì gia đình HNT Channel sẽ lao ra bật cho mình cái chiêu được ta gấp đôi sức mạnh, và chúng ta cùng nhau chờ đợi xem. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ thử sức mạnh đang được tăng gấp đôi luôn. Ok. Hạ gục knockout được. Và bây giờ mình sẽ đến với vua kinh công nha mọi người. Sức mạnh của cái con khỉ này thì hơi bị căng luôn. Tuyệt chiêu đầu tiên của chú ấy giật đam lên rồi là 4 hay 5 lần, và lượng sát thương gây ra khá là cao. Bây giờ thì mình sẽ nhờ đến... thôi, mình hốt luôn đi. Bây giờ là chúng ta còn hai thành viên rất là mạnh và phải đại chiến với một con đẳng cấp Heroic đến từ tem bạn. Vấn đề này không phải là một cái vấn đề gì quá là khó khăn, anh em mình đủ sức để có thể cân được mà. Ok, chuyển thôi nào. Đây, tuyệt chiêu của chúng ta đây các bạn, rất là hậu báo nha. Wow, cuối cùng thì anh em chúng ta đã victory. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một anh bạn level 51. Wow. Ê cha cha, bây giờ thì mình sẽ thử lượng sát thương đến từ anh bạn kinh công. Ôi cha cha, 10.000 hả? Không biết bé yêu này, cái bé vô cùng cute phô mai que của chúng ta có đủ đam hay không đây. 5.001 và easy luôn, chúng ta vẫn còn được dứt điểm thành công. Thôi ơi, nó còn đúng 52 giờ các bạn ạ. Các bạn có hiểu cái cảm giác không? Cái cảm giác mà nó còn chút xíu nữa là chúng ta đã tới rồi, chúng ta đã có thể win rồi các bạn. Một chút xíu nữa thôi. Rồi, và đây sẽ là kim cương à. Bộ giáp kim cương các bạn. Mình thấy bộ giáp này giống bộ giáp băng hơn, nhưng mà bạn ấy thích đặt sao thì đặt. Ok. What the hell? Quấn không lại luôn. Wow. Bây giờ thì mình nhận được 3 viên game. Đó, coi như là cũng ổn ha. Được 3 viên. Bây giờ thì để quan sát nhẹ một cái. Anh bạn này level 50, 51. Và sự kiện lần này thì mình gọi là thấy có một cái sự kiện mà mình thích, đó là cho nhiều sự kiện anh em chúng ta chơi nó mới vui ha. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ sự xuất hiện của vua kinh công, và lượng sát thương của mình thì khá là căng não đây. Wow. Ồ là la, dứt điểm nào. Bốc hơi. Rồi, nhìn sơ lược mình sẽ mang cái bé yêu này, mình sẽ review slow motion. Hiệu ứng đặc biệt của cái bé này, cào nhẹ một cái nhưng mà lượng sát thương gây ra không đáng kể. Tốc độ lên nào anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ nhờ đến đây,
Vượt Kinh Công. Ủa, Vượt Kinh Công xài cái chiêu này thì quýnh tới sáng luôn á. Rồi đổi nha, thầy đổi một chút xíu. Và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ đăng ký nha. Mở thông báo hình cái chuông lên khi mà mình ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo vào chơi mình cho vui. Rồi. Wow, và lịch ra video của mình thì vẫn như thường lệ nha. Vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định. Các bạn chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT Channel thôi là sẽ xem được những cái tập mới luôn. Wow. Và anh em nào có nhà ý muốn Hunter review nick thì các bạn hãy liên hệ với mình trực tiếp qua Facebook nha. Đường link là mình để bên dưới phần hiển thị video hay gọi là phần mô tả của video ấy. Rồi, tem bạn còn khoảng 4.000 mấy. Chắc có lẽ là mình sẽ lấy cái bé gọi là táo. Cây táo sau đuôi. Cái đuôi nó là hình cái cây luôn á. Ngầu dễ sợ chưa. Ca này hơi căng đây các bạn. Tuyệt chiêu giật 5 lần thử xem. Mười sáu chắc mình hạ nó luôn đi ha. Rồi. Wow. Ca này hơi khó nhưng mà mình nghĩ chắc được. Rồi 20 mình, nếu như mà mình trở lại đây lại tốn một viên game nữa. Mình trở lại thì mình có tới 70.000 máu để có thể đại chiến với con quái vật gọi là con quái vật đất này. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ nhận nào. Lượm tiền. Wow, nhìn đạo hình tem bạn mình đang quan sát và mình thấy được cái con này. Bé này thì các bạn thấy nó như vậy thôi chứ nó là một trong những con quái vật rất là kinh khủng đấy. Thôi, mình sẽ nhờ đến tuyệt chiêu của Vô Kinh Công để hạ cái con Heroic này với tốc độ bàn thờ đi ha. 104.000. Quá đỉnh luôn đúng không nào. Vậy thì còn gì bằng nữa chứ hả. Thời ơi, một mình cưng hai luôn. Ồ, ca này hơi căng. Lùi về. Rồi, bạn này thì ngang cơ với mình. Level 40 và max chữ A cộng. Lượng sát thương của bạn này thì khá cao. Cho nên anh em mình thì phải cẩn thận các bạn à. Đây. Chú ý một điều là mình phải mang cái em này ra review chứ hả. Cái gì đâu mà hàng đẹp mà đem giấu không thì sao mà được. Dứt điểm luôn. Đó, quánh mà phải ăn vậy nó mới vui. Trời ơi, quánh mà để thua không, không biết giấu cái mặt ở đâu. Lâm tiên. Rồi, sự kiện thì ở đây có một cái sự kiện mà mình sẽ review cho các bạn xem những cái con rồng mới xem. Con này đẳng cấp là VR. Con tiếp theo sẽ là cấp E. Wow, cũng khá là đẹp ha. Ổn nha. Con nữa đâu rồi. Ở đây thì mình sẽ xem thử. Con này chắc Legend Daisy đây các bạn. Legend Daisy 4 hệ. Con này thì xưa cũ lắm rồi. Ở đây thì xem sao. Legend Daisy và... Ồ, con này hình như hàng mới đây. Ồ, đẹp phết luôn ấy. Ờ, con chùm cuối đâu. Chùm cuối là quả trứng Heroic các bạn à, random các bạn sẽ sở hữu được một cái con Heroic nhưng mà random nha. Hay là được chọn ta. Thôi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào tới khu vực Arena. Và ở đây thì quan sát thử coi. Ok, một em, hai em, ba em. Mang ba con hàng siêu khủng này đi chiến đấu nha. Rồi, mát chữ A, tem bạn thì 4, 34. Thôi đội hình tem bạn cũng khá căng não đây. Mình kiếm đội hình nào nó bớt căng chút xíu đi chứ nó căng quá thì mình cũng đuối. Wow, 40. Rồi, đại chiến thử xem sao. Wow. À, đây rồi, hack em tay không hack nha mọi người. Đây là thành viên. Bạn này thì cho mình mượn nick để review cho mọi người xem. Nhưng mà mình không hiểu tại sao có nhiều bạn lại comment nói là video mình là hack game hay gì đó. Thì anh em à, đây là những cái nick của những cái thành viên à, giống như là gia đình của HNT vậy. Những bạn yêu mến mình làm video hay làm YouTube à, các bạn cho mình mượn nick để review cho mọi người xem. Và những bạn này chơi rất là đẹp luôn. Gọi là chơi bình thường mà à, cho nên anh em mà cứ comment nói hack thì chả hiểu lý do tại sao.
Rồi, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với siêu âm thanh. Đây, con này 35. Đó, còn các bạn mà comment nói hát hay cái gì đó thì các bạn xem video và nói cho mình biết nha, hát cái chỗ nào. Ok. Còn mấy bạn gọi là tay nhanh hơn não thì bó tay rồi, cứ bay vô phán đại và chả quan tâm mà chả có xem mà bay vô nói y như đúng rồi luôn á. Pha xử lý tiếp theo chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của Trâu Điện. Không biết bạn này đặt Trâu Điện hay Trâu Điên đây. Một mình mà hút ba con rồi là cân dày nó mới vui nè. Ở đây thì chắc có lẽ là ồ chợ khoan, bấm bậy vô đó là tự sát đó, gọi là tự thua đó các bạn. À, hút máu đại pháp thử xem. Ô mà cái chiêu này là mình phải không ổn rồi. Tên bạn còn một con level 40 và lần này thì đúng căng luôn. Đúng căng luôn á. Thôi xong rồi. Xong rồi lượm ơi rồi. Cái này là đi lượm luôn rồi. Rồi. Ok. Không chịu nổi. Nhưng mà anh em chúng ta vẫn đủ điểm để có thể mở được chiếc rương. Để xem chiếc rương may mắn này anh em mình có được cái gì nha. Ok. Mới đấu được có một trận thôi, không cho đánh được trận thứ hai luôn, đáng ghét dễ sợ. Đội hình này thì khá là yếu cho nên nó là sẽ không có thể nào mà đội hình gọi là team của bạn này không mạnh lắm các bạn. Thì video cũng khá là dài rồi. Chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ hẹn gặp video tiếp theo nha.